thưởng thức quả. Đỏ đỏ này chắc là lòng đào thật. Ăn luôn. Bụi. Ngọt kinh điển luôn. Mới thử cái tai mà ngọt quá. Ngọt lắm ạ. Ôi nó cằn ngọt kinh khủng. Để lại quả này tí nữa cho con bé nó ăn. Sáng còn ở chợ mà bây giờ đang ở quê. Tí nữa lại Hà Nội. Nắng rất là hanh mà cây ổi này thì tốt quá, rậm rạp quá. Tôi cắt cây ổi tí các bác nhé. Cây yêu thích nhất của tôi đây ở vườn. À, có một quả chín kìa. Quả chín kìa. Vẫn còn sót một quả này. Đấy. Tí nữa hái cây đấy, quả đấy. Hôm trước thấy nhiều quả lắm nhưng mà hết rồi, chín hết rồi. Quả kia vàng sắp rụng. Chắc còn mỗi quả đấy thôi. Vừa cắt dừa được một ít đây rồi. Cắt dừa một ít đây rồi thì nhớ là quay đoạn video lâu lắm các bác cũng mới nhìn thấy cái ổi này. Để xem các bác nhé. Cũng đợt này cũng khỏe đấy, thấy nó cũng khỏe khoắn đấy. Đấy. Tôi cắt được một ít đây rồi. Thì thôi chẳng quay lúc cắt nữa mà tí nữa xong thì quay cả vườn luôn các bác xem nhé. Còn hai quả các bác, hai quả chín. Hai quả chín hình như ổi lòng đào các bác. Đợt trước tôi ăn thấy nó lòng đào. Đấy, rất là hay. Vâng nhá. Để tôi quay lúc trước khi cắt và lúc sau khi cắt xem các bác thấy nó có gọn gàng hơn không. Có gọn gàng hợp lý hơn không. Đấy, ổi lòng đào và búp cũng rất là đỏ. Ổi búp đỏ. Giờ cái gì cũng búp đỏ. Có những loại ổi búp cũng không đỏ đâu bác nhá. Đấy, búp đỏ này. Đấy, đẹp, đẹp. Vì sao tôi rất mê ổi là vì như thế. Hiện tại còn 3 quả. Thấy còn 3 quả trên cây. Còn tìm thấy quả nào nữa không thì không biết. Đây, đây có rụng một quả đây. Rụng một quả đây. Đấy, lòng đào quá nha. Vừa bảo lòng đào, đúng là lòng đào thật. Tuyệt vời. Càng quý hơn nhé. Đây, bác xem. Ổi lòng đào này con này. Nó chín quá này con này. Đấy. Nó bị con chuột ăn mất bốn béo à? Đâu, bốn béo, véo nó ra đấy. Đúng cái ổi lòng đào các bác. Ok, càng quý. Đợt trước tôi lại ăn có một số cái quả nó màu nó chưa đỏ hẳn ấy. Thì cứ nghi ấy. Cứ nghi là nó nửa nọ nửa kia. Nhưng bây giờ thì sẽ khẳng định nó cái ổi lòng đào quá. Rất quý, rất là phê. Cái cây ổi lại còn lòng đào. Ok bác, để tôi tắt máy xong, làm xong tôi lại quay lại xong. Chia sẻ với bác cây ổi lòng đào. Giờ tự tin là gọi nó cây ổi lòng đào các bác nhé. Thực tế là mùa năm nào nó cũng rất nhiều quả nhưng mà có ở nhà mấy đâu các bác, có lúc về thì nó hết quả rồi. Hoặc là có lúc ở nhà thì nó lại chưa có quả hoặc là chưa hoặc là chỉ là có hoa thôi, chưa ăn được. Có quả thì quả non, quả xanh. Đấy, tôi vừa tìm được hai quả chín với lại 1, 2, 3 quả xanh nữa. Cuối vụ các bác. Ổi cuối vụ đẹp quá. Ok, để tôi trèo lên cái ổi ký đá rất đẹp luôn nhá. Ngày xưa là không có đất điếc gì đâu, bây giờ nó yếu thì tôi mới phủ thêm đất với phân đấy các bác. Chứ nó ngày xưa chơi hoàn toàn đá và nước quá. Thả nước kỹ ngập cái này luôn. Đẹp. Đấy. Sắp tới chắc phải đầu tư cho nó mấy tải phân chất lượng thì mới ổn được. Nhưng cái phân trâu quê tôi nó cũng mục quá rồi. Không còn chất nữa. Không còn chất. Úi da. Ấy. Trèo này. Bắt ổi. Tận cây cho bác xem nhé. Chín này. Chín này. Đây, có chín này. Chín đây, xanh đây. Xanh với cả chín đây. Xanh nữa đây. Dụng cuối mùa thì còn có vài quả sót lại các bác. Vừa nãy cắt đi chắc cũng dính vài quả. Tôi thử ăn cái quả. Quả này chưa, xem nào. Có đích thị hẳn lòng đào, vừa nãy có một quả rụng các bác ấy. Nhiều khi lại tưởng là nó ở đâu nó rơi vào, thì tôi lại thử quả này nhá. Thử chụp cái quả. Thưởng thức quả.
đỏ đỏ này chắc là lòng đào thật. Ăn luôn. Bụi. Ngọt kinh điển luôn. Mới thử cái tai mà ngọt quá. Ngọt lắm ạ. Ôi nó cằn ngọt kinh khủng. Để lại quả này tí nữa cho con bé nó ăn. Đấy, quả này bằng cái ngón tay. Ngọt. Ngọt các bạn. Đấy các bác. Chia sẻ các bác cái ổi lòng đào của em. Ngày xưa cứ gọi là cái ổi ở Song Siêu Thị Muội thôi. Mà bây giờ thì gọi là lòng đào Song Siêu Tỉ Muội. Hoặc cái ổi lòng đào cho nó có tí màu. Ổi lòng đào. Ổi lòng đào. Tôi rất thích cái ổi lòng đào. Với cái ổi lòng đào bây giờ kiếm khó đấy. Ổi ta, ổi răng, ổi đông dư hay là ổi thóc nhiều. Lòng đào ít. Nhất là lòng đào lại bonsai này. Đấy, bọc vòng chóc thân này. Ok. Đấy là mặt sau nhé. Đấy, chơi vơi thiên cảnh này. Chơi vơi thiên cảnh. Có cả thầy trò Tôn Ngộ Không ngồi trên cây này. Mỹ Hầu Vương. Chậu này là khoảng 2m2, 2m3 dài, rộng chắc khoảng độ 1m8. Ngay các bạn. Ngộ Không, Mỹ Hầu Vương. Đợt này gọn gàng, lâu lắm mới cắt cây này. Tôi vẫn luôn nói với bác là tôi lúc nào tôi vẫn yêu ổi các bác nhé. Chẳng qua bây giờ gặp ít cây ổi đẹp thôi. Ngày xưa thì có thể cũng mua đấy, nhưng mà bây giờ hạn chế vì có đủ đồ rồi. Không phải cây ổi nào cũng mua. Ngày xưa cây ổi nào cũng thích các bạn. Thích lắm. Cứ cảm giác như nó là quê hương, thích ạ. Bây giờ thì đẹp thực sự thì mới mua. Cũng phải tùy xem có hợp túi tiền không ạ. Đấy các bạn. Bông chóc thích không? Đấy, quả đây. Vừa cái quả chín ở đây này. Vừa cắt mà tìm trong cái đống vừa mới dọn mất rồi. Tìm trong cái đống chắc cũng có đôi quả. Dọn mất rồi. Đấy. Thôi, video này chắc chỉ giới thiệu riêng cái ổi. Còn mấy cái kia quay sau vậy. Cho đỡ loãng các bạn nhỉ. Đấy, cây này xứng đáng một mình nó một video. Đấy, dưới lên quá nha. Đấy, tiên cảnh. Và vàng ươm. Vẫn nuôi hơi kém. Ấy các bác. Phê không? Ngọt, ngọt kinh. Vì nó cằn, cằn quả bé nó ngọt. Nó khô, nó gần sắp rụng đến nơi. Nó ngọt lắm. Ngọt. Đấy, quả nó rất bé thôi. Thì to bằng chắc bằng hai đầu ngón tay cái thôi. Ok các bác, đây, cây này nữa, cây này thì quả to. Cây này quả to. Nhưng cây này cắt đi rồi đâm ra là không có hoa. Cây này thì cũng nhiều quả lắm. Cái này là ổi đồng dư. Đồng dư chỗ Văn Giang Hưng Yên các bác. Văn Giang Hưng Yên ấy. Đấy.
Đây tôi có một cây ổi này cũng nhiều quả, cây cây này với cây kia cùng cùng loại. Cây này cây kia cùng loại. Cây này nhiều quả, hôm mà tôi có quay ấy, cây này thì vừa rồi về được ăn quả. Cây này ra quả sớm. Ra quả sớm. Này, quả rất to. Quả rất to. Đấy. Này quả rất to nhá. Gốc bệ cũng bự lắm. Trực lùn đấy. Trực lùn đấy. Trực lùn. Đấy. Gốc bệ ghê phết. Trực hoành. Trực hoành. Ừ. Đấy, cây này nữa. Cây này cũng giống giống đấy đấy. Đây, lộc biếc đỏ. Lộc đỏ. Biếc nó bong chóc mùa hanh khô này, bong chóc ghê chưa. Đấy. Da ổi nó luôn bong như này như kiểu như bạch đàn các bác chứ này. Nó đẹp lắm, da nó lúc nào nó loang lổ như giống tường vi ấy, đẹp. Ổi với tường vi là ghép được với nhau này. Hoặc là bằng lăng cùng họ. Này. Cùng máu ghép được. Giống như mai chiếu thủy mà ghép được với thừng mực. Đấy, cây thằng long. Video toàn ổi. Đấy, còn lại mấy cái ổi. Ổi đưa về quê hết rồi. Ừ. Trên kia không, tôi không để cái ổi nào. Đổ vào sữa. Không sóc để đổ vào sữa. Thanh niên đổ sữa. Đấy, các bác. Anh chóc về đổ chứa. Anh chóc hư quá. Quá hư. Rồi, kết thúc khung hình cái cây này các bác nhé. Cây ổi đào. Đấy. Chúc các bác, những người đam mê ổi, có được những cây ổi đẹp các bác nhé. Tôi nghĩ đây là một cây ổi quý, đẹp, quý. Chứ không phải là chỉ có quý không các bác nhé. Vừa đẹp vừa quý nhé. Ổi lòng đào, quả có, dáng thế đẹp, lên đá, tổng thể, ok. Không sở hữu thì sở hữu cái gì. Các bác nhé. Cảm ơn các bác nhé, để chuyển sang cây khác.